Trại Cơ Khiển Demon mến chào quý chị các bạn. Trong tuần này mình sẽ cập nhật video về cá tháng đầy đủ tất cả các dòng. Nhưng trong phần đầu trong video thì mình sẽ có một chương trình nhỏ nhỏ tặng anh chị một con RB Campfire này. Và với một yêu cầu nhỏ nhỏ là anh chị các bạn trả lời đúng một câu hỏi nhỏ nhỏ và để lại một cái bình luận. Trong bình luận là nội dung tên và địa chỉ số điện thoại của anh chị các bạn nhận hàng. Và một câu hỏi nhỏ nhỏ là ngày đầu tiên bên trại up lên video trên kênh Trại Cá Kiển Diamond, video đầu tiên nha các bạn, vào ngày nào? Anh chị đoán đúng thì bên trại sẽ gửi tặng một con RB Campfire nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi video về cá la hán đầy đủ tất cả các... Tiếp theo sẽ là dòng Thái Châu. Anh chị các bạn yêu thích dòng Thái Châu, Thái Đỏ hoặc là dòng Kinh, dòng Mắc Ma. Những con này là đầu rất là to luôn các bạn. Ví dụ như một bầy 300 con thì lựa ra khoảng mười mấy hoặc là 20 con thôi là những con xuất sắc đầu to như thế này. Size nó chỉ có hai ngón thôi. Anh chị các bạn để ý đầu với châu của nó rất là đẹp. Mỗi con đều có nét đẹp khác nhau. Anh chị các bạn thích con nào thì có thể chọn trên con đó. Trên đây thì mình có để mã số từng con hết nha các bạn. Đầu tiên sẽ là số 01. Anh chị các bạn đặt hàng chú ý trên mỗi một con trên đây. Anh chị các bạn thích con nào thì bên trại sẽ bắt đúng con đó. Khi anh chị các bạn muốn tham khảo giá thì có thể nhắn tin cái mã số này qua số điện thoại kèm theo cái ngày phát sóng. Tiếp theo sẽ là mã số 02. Dòng Thái Châu sọt. Con này cũng là size 2 ngón nè các bạn. Size 2 ngón thôi. Nhưng mà đầu nó rất là to. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá la hán, cá chép, cá dĩa, cá vàng thì có dòng Renchu, Binh Bông, Uranda, dòng Rép Cáp, hoặc là thích những con tròn tròn như dòng Uranda sọt theo thì vui lòng vào trong kênh. Trong kênh thì mình quay lên rất là nhiều. Con này là mã số 1. Con này là mã số 2. Còn cái này là mình đang cho nó ăn trùng huyết đó các bạn. Trùng huyết tươi. Hoặc là anh chị các bạn muốn trữ đông thì có trùng huyết đông lạnh. Con này sẽ là mã số 03. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể ghé qua bên trại để lựa một số dòng cá cảnh. Cá beta thì được đăng vào thứ tư hàng tuần. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta đầy đủ tất cả các màu sắc của dòng hát muôn hoặc là một số dòng la cát, vui lòng vào trong kênh. Vào thứ tư thì mình đăng lên một video. Và mỗi một video như thế thì bên trại có để mã số từng con. Thích con nào thì nhắn cái mã qua. Cũng giống như con la hán này nè các bạn. Anh chị các bạn nhắn tin cái mã số qua. Ghi là nội dung là cá la hán, mã số 03. Rồi nhắn tin qua số điện thoại, bên trại sẽ báo giá lại để anh chị các bạn có thể đặt hàng. Tiếp theo sẽ là mã số 04 của dòng Thái Châu. Châu bích đầu luôn, sọt body nè các bạn. Size chỉ có 2 ngón thôi, nhưng mà đầu rất là to. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Khi anh chị các bạn đặt hàng thì bên trại sẽ hỗ trợ đóng thùng xốp, vận chuyển ở nhà xe. Riêng cái dòng cá la hán này thì bên trại không có ship code nha các bạn. Tại vì ship code không được, đi thời gian lâu thì cá nó không có chịu nổi các bạn. Với lại anh chị các bạn thấy trên thân của nó thì nó có gai rất là nhiều. Cho nên nếu mà đi thời gian lâu bên giao hàng thì nó quăng cái thùng dữ lắm. Cho nên mình mà đi giao hàng chọn hình thức đó thì không được các bạn. Cá la hán thì anh chị các bạn chịu khó chuyển khoản trước. Bây giờ thì có rất là nhiều đơn vị bên dịch vụ chuyển tiền. Mình đăng ký internet banking, anh chị các bạn thanh toán tiền điện, tiền nước, hoặc là tất cả những khi mà mình mua hàng online thì mình đều chuyển khoản được. Nó rất là tiện các bạn. Số 05. Tiếp theo sẽ là con Thái Châu. Anh chị các bạn thấy châu bích đầu luôn các bạn. Bích đầu, bích đuôi. Những con này là từ con mắt ma ra. Mình lấy con mắt ma ép với Thái Châu thì nó sẽ ra một con như thế này. Rất là đẹp. Size nó chỉ có chưa được 2 ngón luôn các bạn. Nhưng mà đầu nó rất là to. Cũng như ở phần đầu mình có giới thiệu, anh chị các bạn nếu mà đã chơi cá la hán hoặc là đã từng ép
Thì cũng biết một số dòng cá la hán này nó lên tỷ lệ đầu rất là thấp. 100 200 con thì chỉ lên khoảng 10 15 con thôi là đầu to thế này, còn lại là cái đầu nó vừa vừa thôi các bạn. Nó lớn lên thì đầu nó cũng không có to lắm. Còn những con này thì anh chị các bạn yên tâm rồi. Đầu nó đã lên sẵn như thế này, mình chủ yếu mình về mình chỉ chăm sóc thôi, mình sẽ có một con la hán to đẹp. Mã số 06. Tiếp theo sẽ là dòng Thái Châu rất là đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá tháng nhỏ nhỏ xinh xinh thì có thể chọn con này. Mã số 07. Tiếp theo sẽ là mã số 010. Còn con này sẽ là mã số 09. Ở bên trại thì có bán trùng chỉ tươi. Anh chị các bạn thích trùng quýt đông lạnh, mình về mình trữ trong tủ đông thì có thể mua vài gói, một gói chỉ có 30.000, 200g. Trùng quýt thì bên trại tự làm đó các bạn. Là mình đặt mua trùng quýt tươi về, trùng quýt sống như thế này. Anh chị các bạn lưu ý là trùng quýt nó khác nha các bạn. Con trùng quýt là như thế này nè. Nó ngắn hơn con trùng chỉ và nó to hơn con trùng chỉ. Rồi sau đó mình để tủ đông mình đông lạnh. Con trùng chỉ thì mình đông lạnh nó không được các bạn. Nó rã ra thì con cá ăn dễ sình bụng lắm. Tiếp theo sẽ là con trâu xanh. Anh chị các bạn thích trâu xanh bích đầu luôn thì có thể con chọn con này. Trâu sợ đó các bạn. Trâu xanh mà trâu sợ nữa. Trùng quýt thì bên trại làm cho nên nó rất là sạch. Anh chị các bạn cho cá ăn không có thấy cái trắng trắng dài dài và con trùng nó không có dơ, không có bị đất. Con này sẽ là mã số 11. Tiếp theo sẽ là dòng Thái Châu. Anh chị các bạn thích những con châu đỏ thì có thể chọn con này. Con nào cũng đầu rất là to. Anh chị mình để ý nè. Nó chưa được hai ngón tay nữa nhưng mà đầu nó như thế này. Anh chị các bạn về nuôi nó là rất là xuất sắc luôn các bạn, về ra một con la hán đầu cực to. Tiếp theo sẽ là một số con mắc ma. Anh chị các bạn thích những con trâu đầu đuôi kỳ cờ, phơm dày ánh bạc, cái màu nó là màu sáng bạc. Còn cái con trâu xanh đó thì mình mới vừa thuyết minh đó các bạn. Anh chị các bạn nuôi những con này thì nó dễ lắm. Mình mới cho ăn lên màu có vài lần thôi là nó đã đỏ như thế này rồi. Còn khi mà mình cho nó ăn trong khoảng một tuần, tại cá nhỏ thì mình không có dám cho ăn màu nhiều. Ăn nhiều quá thì con cá nó bị, thứ nhất là nó bị đường ruột, thứ hai nữa là cá nó sẽ chậm lớn và nó bị đẹp đó các bạn. Và cái cuối cùng là rất là quan trọng, đó là có rất là nhiều anh chị các bạn không có muốn tình trạng nó xảy ra, là đầu nó sẽ không có phát triển to hơn nữa. Còn những con mà bên trại quay lên dưỡng, đã dưỡng nó từ lúc nhỏ là không dám cho nó ăn hỗ trợ thức ăn lên màu. Nếu mà mình cho ăn màu liên tục, con cá nó đỏ tươi các bạn, đỏ hết luôn, nhưng mà nó sẽ không lên đầu nữa. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng mắc ma châu bạc thì có thể chọn con này. Số 14. Tiếp theo sẽ là con mắc ma, size nó chỉ có to hơn một ngón tay thôi. Con nào cũng rất là xuất sắc các bạn. Anh chị các bạn nuôi trải nghiệm thì có thể chọn con số 15 này. Số 15. Cá la hán size nó chỉ to hơn một ngón tay thôi, nhưng mà đầu nó rất là to luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Thái Châu. Anh chị các bạn thích những con trâu đỏ đậm thì có thể chọn con số 16 này, size 2 ngón. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh mà có dịp lên Sài Gòn chơi thì có thể ghé qua. Ngoài ra anh chị các bạn cửa hàng cần những thức ăn hoặc là phụ kiện hoặc là một số dòng cá để về mua đi bán lại thì có thể liên hệ qua Zalo. Bên trại duy nhất là chỉ sử dụng một Zalo thôi các bạn.
Anh chị các bạn lưu ý nè, bên trại thì bán cá là khoảng 10 năm rồi, cho nên cái Zalo nó đã full bạn bè từ rất lâu. Mình không thể nào đồng ý hết lời mời của anh chị các bạn được. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin qua. Có rất là nhiều anh chị bạn gửi lời mời kết bạn xong mới mua hàng. Thì bên trại đâu có đồng ý hết được đâu. Khi nào anh chị các bạn đặt hàng á, thì bên trại sẽ giảm bớt bạn bè lại rồi sẽ đồng ý. Còn gửi lời mời kết bạn thì bên trại không có đồng ý hết nha các bạn. Chỉ cần nhắn tin qua bình thường. Còn nhắn tin qua mà thấy là không có nhận tin nhắn từ người lạ thì vào phần cài đặt của anh chị các bạn á, cài lại nhận tin nhắn từ người lạ thì mới nhắn cho người khác được. Tiếp theo sẽ là mã số 17. Mã số 17 sẽ là con mắt ma. Tiếp theo sẽ là con trâu xanh. Con trâu xanh thì lưu ý là con trâu xanh nó sẽ không có đỏ nhiều, nó chủ yếu là cái màu và cái trâu nó là nghiêng về nền đen đó các bạn. Anh chị các bạn thích một số dòng cá size lớn, size 3 ngón, size này là size 3 ngón của dòng cam pha thì có thể chọn con này. Để nhiều khi mình cho sinh sản đó các bạn, thì mình có thể ép một số dòng cá size giống này, rất là đẹp luôn các bạn. Mã số 19, con cam pha số 19, cá hàng size giống. Những con size lớn này thì đa phần anh chị các bạn cho nó ăn cá con hoặc là thức ăn khô á, nó khoái hơn là ăn chùm chỉ. Tiếp theo sẽ là dòng cao cấp nhất của dòng cam pha. Anh chị bạn thích những con trâu full đầu, trâu sợ, size hơn 2 ngón các bạn. Đầu rất là to luôn. Tất cả những con trên đây đều có cái mã số. Anh chị các bạn thích con nào vui lòng nhắn tin cá La Hán ngày ngày phát hành rồi kèm theo cái mã số cá qua. Bên trại sẽ báo giá lại để anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá La Hán này. Mỗi con đều có một mã số riêng. Khi anh chị các bạn đặt hàng thì bên trại sẽ bắt đúng con đó. Ngoài ra hiện tại thì bên trại có nhận ship tất cả tỉnh thành. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin mã số cá qua Zalo hoặc là nhắn trực tiếp qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ báo giá lại để anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá La Hán này về mình trưng bày hoặc là anh chị các bạn có thể làm giống. Những con cam pha thì nó có vàng, có cam, có đỏ. Tiếp theo sẽ là mã số 21, rất là đẹp luôn các bạn. Mình có để nguyên một loạt của dòng cam pha lên. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Con này thì size hơn 2 ngón. Mã số 22. Tiếp theo sẽ là mã số 23. Anh chị các bạn thích cái form dày, màu đậm thì có thể chọn con này. Trâu bích đầu, trâu này là trâu sợ. Trâu xanh nó thường thì những con trâu xanh anh chị các bạn thấy nó nhìn nó sẽ ngầu hơn, màu nó sẽ đậm hơn. Ngoài ra một số dòng cá La Hán này thì nếu mà anh chị bạn nuôi trong tình trạng xảy ra là nó bị đường ruột á, thì bên trại cũng có thuốc trị đường ruột rất là hiệu quả. Khi mà đặt cá anh chị bạn có thể đặt thêm thuốc luôn. Size hơn 2 ngón.
Mình vừa quay sơ lại, anh chị các bạn xem thích con nào thì chọn con đó. Còn con này thì cái form nó rất là đẹp luôn các bạn. À, nhìn nó giống như là cái hột xoài vậy đó. Số 24. Anh chị các bạn thích những con châu bạc của dòng cam pha thì có thể chọn con này. Đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Thường châu bạc thì nó sẽ lên đỏ đậm nhiều hơn là châu xanh. Như con này là châu xanh nè. Còn những con mà nó full da trắng nữa thì những con đó kêu bằng con siêu. Tiếp theo sẽ là con cam pha size 3 ngón. Những con này thì anh chị bạn về là có thể cho sinh sản luôn. Size 3 ngón. Đặc biệt là nó rất là sung nha các bạn. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá nghiêng về mắt trắng thì có thể chọn con này. Số 25. Còn về khi mà mình nuôi một số dòng la hán này muốn cho nó sung á thì nó rất là dễ. Anh chị các bạn cho nó ăn một ngày hai lần. À, đừng có cho ăn nhiều quá các bạn. Thấy nó sung nó chạy tay như thế này cái anh chị các bạn cho nó ăn nhiều. Ăn nhiều là nó dễ bị sình bụng lắm. Còn nuôi nó mà một ngày mình cho nó ăn một lần thì nó không có đủ á. Đầu nó không có to. Nuôi những con này thì không cho ăn quá nhiều cũng không cho ăn quá ít. Còn về nước thì một tuần thì mình thay cho nó 30 hoặc là 50%. Đặc biệt lưu ý là những dòng la hán này anh chị bạn hoặc là một số dòng cá cảnh khác anh chị bạn lưu ý mình nên sử dụng nước đã qua xử lý rồi. Còn con này là dòng Thái Châu. Anh chị các bạn thích dòng Thái Châu thì có thể chọn con này. Size cũng gần 3 ngón. Xử lý rồi là anh chị bạn xả nước ra. Sau đó mình để muối vào. 100 lít nước thì mình để 100 gram muối. Mình cứ chia theo hàm lượng quy định như vậy là cá nó sẽ khỏe thôi các bạn. Mã số 20. Tiếp theo sẽ là mã số 27 của dòng Thái Châu size hơn 2 ngón. Con mắc ma ép với lại con Thái Châu thì nó ra con này. Anh chị bạn thấy nó máu của dòng mắc ma các bạn. Châu đuôi kỳ cờ chữ rất là đẹp. Mã số 27. Con này là sản phẩm của con kinh ép với lại dòng mắt ma. Thì nó ra một số con mắt trắng như thế này. Và châu của con này là châu xanh nha các bạn. Không phải châu bạc. Cho nên nó rất là ít đỏ. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá la hán nuôi trải nghiệm thì mình có thể chọn những con này. Tiếp theo sẽ là dòng cam pha. Những dòng cam pha, những con trâu dày. Còn khi mà mình nuôi một số dòng la hán này nó size lớn, size 3 ngón, 4 ngón. Anh chị bạn đặc biệt lưu ý là đừng có để cho những em nhỏ chọc cái tai lên như vậy. Nếu mà cái đầu nó to quá các bạn, nó tông vô trong kiến là nó bị cần cổ nó sẽ bị gãy đó các bạn. Rồi sau đó nó sẽ cứ nằm lật. Anh chị các bạn trị cắm sưởi rồi để thuốc đủ các thứ luôn mà nó cũng không hết đâu. Tại vì nó bị gãy cổ phía trong này nè. Trong hôm nay thì bên trại có chương trình tặng một con cá ở phần đầu trong video. Dòng RB Canpha form với lại màu rất là đẹp. Khi anh chị các bạn để lại một tin nhắn tên với lại địa chỉ, số điện thoại. Rồi sau đó kèm theo một câu hỏi nhỏ nhỏ là ngày đầu tiên mà bên trại phát sóng lên video đầu tiên. Vào ngày nào thì anh chị các bạn để lại cái ngày của cái video đó đó. Bên trại sẽ xem cái tin nhắn nào nhanh nhất sẽ gửi tặng một con la hán ở trong phần đầu trong video. Tiếp theo sẽ là dòng mắc ma.
anh chị các bạn yêu thích dòng magma ép với lại dòng kinh thì nó ra một số con như thế này. Châu rất là đẹp luôn các bạn, châu với lại màu. À, đặc biệt là cái môi con này môi son luôn. Số 30. Tiếp theo sẽ là con Thái Châu sọt, size lớn, size hơn 3 ngón đó các bạn. Dòng sọt thì nhìn nó dễ thương lắm. Mã số 31. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh mà không có dịp qua bên trại được thì có thể đặt hàng trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Khi nhắn qua Zalo, anh chị bạn thấy là không có nhận tin nhắn từ người lạ thì vào phần cài đặt chỉnh lại nhận tin nhắn từ người lạ thì sẽ nhắn cho người khác được. Bên trại thì mở công khai. Anh chị các bạn có thể điện trên Zalo được với điều kiện là anh chị các bạn mở cài đặt của mình nhận tin nhắn và cuộc gọi từ người lạ. Mã số 32. Tiếp theo sẽ là dòng Thái Châu mã số 33. Anh chị các bạn thích những con Thái Châu size 2 ngón thì có thể chọn con này. Mã số 34 cũng là con Thái Châu. Hoặc là có thể chụp màn hình gửi qua Zalo. Bên trại thì sử dụng một Zalo duy nhất. Thời gian gần đây thì bên trại bạn bè Zalo nó đã full rồi các bạn, cho nên mình không thể đồng ý hết lời mời kết bạn được. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại, đừng có đợi kết bạn rồi mới nhắn tin, là bên trại không có đồng ý hết lời mời kết bạn được. Mã số 34. Con này trâu rất là đẹp luôn nè các bạn. Tiếp theo sẽ là mã số 35, con châu xanh, cái châu nó màu xanh. Thường thì những con châu xanh thế này nó sẽ không có đỏ đậm, nhưng mà nhìn nó rất là ngầu. Muốn nuôi cho một số dòng la hán này nó sung quá, anh chị các bạn thường thì mình mua cho nó tim bò trộn hoặc là trùng quýt. Thức ăn khô thì bên trại cũng có bán luôn. Thức ăn khô có hỗ trợ lên màu cho la hán và lên châu cho la hán. Khi anh chị các bạn đặt cá thì có thể đặt chung luôn. Tiếp theo sẽ là con Thái Châu. Anh chị các bạn thích những con châu bạc thì có thể chọn con này. Tròn tròn ú ú dễ thương, đầu rất là to luôn. Xài nó chỉ có 2 ngón thôi. Ngoài một số dòng cá la hán anh chị bạn đang xem thì bên trại còn rất là nhiều dòng cá như cá là mẻ màu. Cá beta thì được đăng vào thứ tư hàng tuần. Khi anh chị các bạn vào kênh xem. Những anh chị các bạn mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhìn bên góc tay phải có cái chữ đăng ký. Khi mình đăng ký kênh xong thì tất cả những video về cá beta, mẻ màu, cá chép hoặc là một số dòng cá vàng. Đặc biệt thì cá chép từ bên trại quay lên theo từng combo. Cô chú anh chị các bạn cần thả quán cà phê hoặc là mình nuôi những cái sân vườn nho nhỏ trong hồ kiến thì có thể xem trong video. Mỗi một combo thì mình quay lên đầy đủ tất cả các màu sắc. Size cá thì từ 5-6 xăng cho tới size 50 hoặc là 60 xăng một con. Còn đối với dòng cá sư tử thì anh chị các bạn nếu mà đã đăng ký kênh rồi thì cũng biết cá sư tử thì bên trại có 5 màu. Màu đỏ, dòng da mà dòng panda và dòng sư tử trắng. Ngoài ra còn có một số dòng cá chép phụng có 4 màu. Để mình quay sơ lại để anh chị các bạn xem. Rất là đẹp luôn các bạn.
Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.